Nhiều nhiều. Nó bò rồi. Nhìn vàng ươm luôn. Này lát nữa nướng lên là tê phải biết. Đi qua đây để xem viện chế vị nướng này. Cây này là cây răng đấy. Đây là mấy cái cây viện chặt về để chuẩn bị làm vị nướng. Mọi người nhớ ấn vào nút like để ủng hộ cho viện một like. Cái cây này là cái cạnh của nó sắc lắm đấy nè. Phải để ý được không nào. Là mẹ đứt tay ngay đấy. Mình phải đói lắm rồi. Ai cũng đói mà. Trời ơi, là ta cơ vớ. Ờ, thế là viện này là đều rồi mọi người. Đây bây giờ mới lộ ra là viện là chiều nay ăn cơm rồi. Cơm rồi. Mối huấn là đi rừng về nên là chưa kịp ăn gì. Thì mình cũng vừa đi làm về xong rồi đi luôn. Chắc ở đây có viện là chuyên là kịp ăn cơm nhỉ. Ý tưởng của viện nó là như này này mọi người. Có nghe đan một bên này trên một chút, bên dưới này lại đan một chút nữa, bên dưới lại đan một chút nữa, bên dưới đan một chút nữa. Nhưng mà chưa biết chút nữa là để con cua như nào. Ở bên này thì viện vẫn đang làm cái vị. Thì ở bên này mọi người xem này. Đống lửa bên kia thì đang cháy khá là lớn. Lâu lâu thấy có tiếng nổ bép bép. Khá là vui tai luôn. Cho dì Huấn đã làm riêng một con cua vào trong này nướng trước rồi mọi người. Ui, đã nổ. Được một cái rồi à Viên? Ờ, tí đặt lên thôi. Đây, để xem cái vị của... Thử chức. Ờ, à, thử chức. Ui, con này to thế. To thế nhở, ôi. Con này to. Đâu đâu, để lên trên này thử xem là Tuấn. Ừ. Hai con luôn. Ôi, cái này được thầy để ăn chục con. Nhưng mà cho con to kia lên thì nó mới hấp dẫn. Nó đang sống. Kệ nó. Nó bò đi ấy. Đấy, đây mọi người thử lên đấy. Du du nó ngủ đi. À ơi, em ngủ cho ngon đấy. Nó nhảy ngay. Nhảy nhưng mà không chạy được đâu mà. Đây ý tưởng là như thế. Rồi cầm con cua này đi. Rồi đây nha mọi người. Đây là cái vỉ của viện chế đây. Đây cán đây khá là dài này. Mọi người nhìn sẽ thấy là khá là dài đây. Viện nó đang làm cái thứ hai. Một cái là để đây đã. Không biết là có nướng thành cơm thành cháo gì không. Mọi người cùng xem chút nữa xem là anh em mình nướng cái vị này như nào nha mọi người.
chiên thì xem ở trong này nhiều hết mà có chung đây 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 đấy một thằng bò đây mình chỉ cơm với túi. À, được đấy. Ôi giời ơi. Làm việc tốt thế đâu. Dày quá. Để thoáng thoáng nó mới chín được. Quấn giật mình thế à? Quấn đang ăn vụng một con chua. Hiện đang sắp xếp những chú cua lên giá. Nên gì? Này là vì của viện vừa mới chế tạo xong rồi. Đấy. Thể hiện đi. Thanh rắc muối. Tay rắc một cây. Kiểu nước ngoài. Rồi tố một cây. Rồi rồi rồi. Đây. Đây. Đầu bếp này. Ôi. Con này vội quá. Cài ra đi. Mình ra đặt đi. Anh vẫn như ta. Ai ơ thấy mấy cái con ếch kia chưa xuyên vào để nướng à? Cũng xin đi tu. Còn ăn ếch đâu. Nè, lật tay. Ở trên kia có tầm khoảng bao nhiêu con cua nhỉ? Tự tính xem. Tầm khoảng nhiêu con cua? Con nếu mà lên cân là chắc được tầm khoảng cân dưới đấy nhỉ? Vàng khe. Được đấy. Đến nấu một cân thôi. Một cân. Nhìn con to kia cũng khá nặng mà. Hải sản. Thì cân là phải tính cả vỏ chứ ai tính bóc vỏ. Nếu mà tính được 2 cân thì mình buộc dây vào như kiểu cua biển ấy. Buộc mỗi con một buộc sợi thép. Ở đây lại có cát nữa đấy mọi người. Không thì mình buộc cục đá vào. Chín được 50% rồi đấy nhỉ. Cái chân nó bám vào rồi, con nào không bám vào là bị đụng. Con nó bám vào thì xếp lại rồi. Đó, nó nhanh. Đặt lên đây này. Đâu? Đặt lên đây. Cái tính này. Nó cháy bên dưới, nó cháy rồi. Ui, bên dưới cháy rồi. Cháy gì hả? Cháy rồi. Tí nữa thành cua đá bóng đêm rồi. Cua bóng đêm. À, bên này thì chưa. Không sao, cũng lật được rồi. Cái vỉ này thì nó có cái bất tiện là phải lật bằng tay mọi người. Anh em bản làng mình mời mọi người chung vui với anh em mình nhá. Bắt đầu anh em mình dùng dụng cụ để bắt đầu đâu để xem dụng cụ của Huấn như nào. Đây là dụng cụ đồ đá đấy. Ăn cua đây. Giòn. Được chưa? Lên đây. Xuống đây. Chào mời mọi người nhá. Mời khán giả nhá. Mời khán giả các bạn nhá. Đây, trời nắng nóng mà dùng một chút này là tuyệt vời luôn mọi người. Còn ngoài có nhiều xanh chấm. Mình mời mọi người nhé. Nó ngấm. Nó có sắc tế đi vào. Có sắc tế ngon. Quấn đây. Ngon nè. Này, phải như thế này. Ở đây là đâu ấy? Trong này. Hả? Đây con cua đá đây mọi người. Canh chấm ngon nhỉ. Cái phần thịt của nó đây. Rồi mọi người ướt.
Ở đây anh em mình trồng lấy vỏ canh, ớt, và đất chanh. Sắp để bôi vào nữa được không? Hôm nào vào cái vũng này, ít bôi được. Làm phát muối à. Ui, giòn thế nhờ. Rồi sao mà lấy ít cảo nữa. Cái chân nó ăn cũng giòn lắm rồi mọi người. Em sẽ ra vị vào xào ăn. Mà một tinh ngầu vào. Tinh ngầu phải uống rượu ốc. Hôm nào vào xuống làm rượu ốc kìa. Là một bữa không cần tắc quán rồi. Trời không biết về. Chân gà hấp, chân gà luộc thì không vào được. Đây là cái càng của nó mọi người. Chân tính á. Để Huấn giới thiệu mọi người xem ăn cái càng như này. Ôi cái càng này to lắm anh ạ. Nhưng mà mình ăn đi mất đây. Bây giờ quá cứng nên là mình phải dùng đá để ghe đi rồi này. Ghe đi để những cái phần cứng này mình bỏ đi. Chị ăn được thịt trong. Đúng rồi chính đấy. Ôi đây chuyên vừa thêm một vị cua nữa. Ngoài hàng này. Nhìn cái vị ếch chưa thấy mình chờ đấy. Làm sao buồn cưới? Xuyên ếch chân nó ngửa à, hàng. Đây đi ra xem xuyên ếch này, xem mọi người bảo là thấy buồn cười lắm. Mua quả này nè. Thấy chuyện là buồn cười bởi vì cái chân nó ngửa lên trên trời mọi người. Mất ốc đấy là xào luộc lên. Đấy là mất mà. Được đấy, làm nước chấm còn ngon hơn chấm. Lấy chiếc đậu nữa, trao lên rồi lấy đây. Vô sữa ăn uống chiếc ốc. Hay là mang cái... Ui, một đống cua như thế này nhìn. Sướng nhở. Không về nữa. Thôi mình để cái càng ở đấy trước đã. Chút nữa mình đặt sau. Bây giờ ăn thịt cua trước đã. Đấy là mất đấy. Mất đâu. Cần nhờ, để đấy là mất đấy cần nhờ. Để bên cái mặt mình như thế. Gì? Mình đã đăng ký rồi. Cái càng búa đá của mình đâu rồi nhỉ? Mất rồi, thì cái búa đá khác rồi. Ui, sau mình lấy ra một cái búa đập cả cua. Nhìn con cua này to không? Cua hoàng đế. À, cua hoàng đế ở bản của chúng em ấy. Nhìn to chà bá luôn. To rồi nhỉ. Thay anh em mình bán đấu giá cho mọi người cái con cua này đi nhỉ. Giá khởi điểm 50.000. Giá khởi điểm một cốc bia. Để hiểu một hớp. Ai mua thì liên hệ với anh em mình nhá. Nhưng mà không biết liên hệ lúc đấy còn không? Hay là lúc đấy đi bắt con khác rồi? Mà con này nó có nhiều mấy rồi. Con cua này lại bắt lấy tị. Mọi người ơi, cái con cua đá này thì mọi người nướng thì ăn sẽ ngon hơn. Được so với à? Mọi người mang về xào hay là làm canh gì đấy thì sẽ không ngon nha. Thế nướng lên thì ăn nó sẽ ngọt hơn. Với lại ăn nó giòn hơn. Con phải... thắng lại mò thắng lại với bản đá mà thắng lại là thịt thần lẩu á em mê đâu lâu cả hầm thắng lại em mê đâu sắp được chưa đây là bạn con gì này... đây là xiên thịt ếch đá của anh em mình nha mọi người chờ một chút là được đổi món nào mọi người đây là ếch đá chín rồi. Mời mọi người nhá. Còng. Còng mọi người ăn còng nhá. Thử một cái còng đi. Đây. Chín rồi. Ăn được rồi. Ăn tươi nốt sống. Còn chín. Tanh lắm. Mời mọi người nhá. Vũ nữ chân dài. Nó tanh mà. Ăn con hay nào? Ăn tanh lắm viên ạ. Anh cũng ăn. Con này mày còn nó trứng này. Con ếch đá này ăn thịt nó dai lắm. Ngon. Đột bụng đi. Ăn lúc nấu. Ăn tiện không được.
Để con xúc tiện ngủ đi. Đó là bạn thằng ngu mình ớt bóc mà mình từ nem lại. Nếu mà mình này chẳng tầng ai chẳng. Ngọt. Ui, ngọt, thơm lắm. Làm tiếp đi, làm cái đùi đi. Ngọt tới xương luôn. Chỉ ăn đùi thôi. Con này tao nào mà thấy say nó cũng có một làm điều này nên tao phải bình nữa cái nào mà đố mà chưa. Chào mọi người, bây giờ anh em mình sẽ dọn dẹp xong rồi anh em mình sẽ lên đường đi về nhá. Mình và anh em mình cảm ơn mọi người đã dõi theo anh em mình, đã đồng hành cùng với anh em mình trong chuyến đi tối hôm nay. Mọi người có thể giúp mình ấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho anh em mình nhé. Mình và anh em mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tuần tới của anh em mình nhé. Bye bye mọi người.